Quan hệ địa chính trị toàn cầu đang ngày càng trở nên phức tạp với sự tham gia của nhiều bên trong các cuộc xung đột và liên minh quân sự trên thế giới. Trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang tại Đông Âu, Hàn Quốc, một quốc gia có vị thế chiến lược tại Đông Á, đã lên tiếng cảnh báo về liên minh quân sự tiềm tàng giữa Triều Tiên và Nga. Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng xem xét lại lệnh cấm cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine trong trường hợp tình hình tại bán đảo Triều Tiên bị đe dọa. Theo đó, chỉ cách đây vài giờ trước, Tổng thống đương nhiệm của Hàn Quốc là ông Yoon Suk-yeol đã có những phát biểu đầy thẳng thắn như sau trong một cuộc họp báo chung với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tại Seoul. Nếu Triều Tiên điều động lực lượng đặc nhiệm tham chiến ở Ukraine, chúng tôi sẽ hỗ trợ Kiev từng bước và chắc chắn Hàn Quốc sẽ cân nhắc thực hiện các biện pháp cần thiết cho an ninh của bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, vị Tổng thống 63 tuổi này còn cho biết thêm rằng Seoul vẫn sẽ tuân thủ các nguyên tắc không trực tiếp cung cấp vũ khí sát thương tới khu vực đang xảy ra chiến sự. Tuy nhiên, những nhà lãnh đạo của đất nước có thể xem xét lại nguyên tắc này một cách linh hoạt hơn, tùy thuộc vào các hoạt động quân sự của Triều Tiên nhằm tránh xảy ra những sự cố quân sự không lường trước được. Những phát biểu của người đứng đầu Hàn Quốc được cho là lời đáp trả đanh thép của nước này, đặt trong bối cảnh cách đây không lâu, chính giới thạo tin ở Nam Hàn đã cho rằng Triều Tiên đã đưa hơn 2.000 quân đặc chủng được trang bị đầy đủ vũ trang sang Nga để tham chiến. Mặc dù bị rất nhiều những cáo buộc về một sự hợp tác quân đội, tuy nhiên cả Triều Tiên và Nga đều mạnh mẽ bác bỏ thông tin cho rằng Bình Nhưỡng đã đưa lực lượng quân sự đến chiến trường Ukraine để hỗ trợ Moscow. Vào ngày 21 tháng 10, chính một đại diện ngoại giao của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc đã phát biểu phủ nhận mọi lời cáo buộc từ Hàn Quốc, vị ngoại giao này cho biết. Trong vài ngày gần đây, tôi luôn nghe về một sự hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên. Tuy nhiên, sự thật là chẳng có điều gì xảy ra cả. Mọi thông tin cáo buộc vô căn cứ trên cần phải được chấm dứt ngay lập tức. Tôi và những người trong phái đoàn của mình không hề có nghĩa vụ gì để giải thích nhiều hơn. Và cũng theo người đại diện này cho biết, việc Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên tham chiến ở đấu trường Nga-Ukraine chỉ đơn thuần là một hành động nhằm hạ thấp mối quan hệ trên trường quốc tế của Bình Nhưỡng mà thôi. Dù vẫn luôn luôn khẳng định mình không căng trong các vấn đề chiến sự tại Ukraine, tuy nhiên có một sự thật khó có thể bàn cãi được, đó là kể từ khi cuộc chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, mối quan hệ giữa Nga và Triều Tiên đã trở nên chặt chẽ hơn bao giờ hết. Điều này đặc biệt rõ ràng khi hai quốc gia này đã có nhiều cuộc gặp cấp cao. Sự kiện Triều Tiên bị cáo buộc rằng hỗ trợ Nga trong cuộc chiến với Ukraine thực chất không phải là lần đầu tiên nước này bị cáo buộc về một hành động hỗ trợ chiến tranh. Được biết trước đó, chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng đã bị cáo buộc cung cấp đạn pháo và thiết bị quân sự cho Nga. Nếu các thông tin này chính xác, liên minh giữa Nga và Triều Tiên không chỉ gây quan ngại cho các quốc gia lân cận mà còn tạo ra một tiền lệ nguy hiểm trong mối quan hệ quốc tế. Liên minh quân sự Nga-Triều Tiên có thể gây ra những hệ quả nghiêm trọng đối với an ninh toàn cầu, đặc biệt là tại khu vực Đông Á. Nếu Triều Tiên thực sự tham chiến tại Ukraine, điều này có thể khiến tình hình tại bán đảo Triều Tiên leo thang, đẩy khu vực vào nguy cơ xung đột quân sự mới. Điều này sẽ làm gia tăng căng thẳng với các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc và đặc biệt là Mỹ, quốc gia có cam kết bảo vệ đồng minh của mình tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trước bối cảnh liên minh quân sự Nga-Triều Tiên có thể hình thành, Hàn Quốc đã đang và sẽ chắc chắn có những động thái cứng rắn hơn trong quan hệ đối ngoại của mình. Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ hỗ trợ Kiev bằng cách cung cấp vũ khí chiến đấu hiện đại. Ngoài ra, Seoul cũng có thể hỗ trợ thêm cho Ukraine nhiều nhu yếu phẩm khác như thuốc men hay phương tiện nhằm giữ cân bằng cho cán cân tại chiến sự. Và với hành động trên, chắc chắn sẽ khiến cho Hàn Quốc phải thay đổi chiến lược đối ngoại của mình trong thời gian trước đây. Được biết, Seoul vẫn nổi tiếng là một quốc gia vốn tuân thủ nguyên tắc không cung cấp vũ khí sát thương cho khu vực xảy ra xung đột. Quyết định này của Hàn Quốc được nhiều nhà quan sát chính trị trên thế giới đánh giá rằng là một hành động có thể được hiểu, vì đây chắc chắn là một động thái đúng đắn của bất kỳ quốc gia nào phản ứng trước mối đe dọa từ phía một đất nước nhiều toan tính như Triều Tiên. Và nếu Bình Nhưỡng tham gia vào cuộc xung đột tại Ukraine, điều này không chỉ ảnh hưởng đến châu Âu mà cũng có thể đẩy bán đảo Triều Tiên vào tình trạng bất ổn. Hàn Quốc với sự hỗ trợ của các đồng minh như Mỹ và NATO có thể sẽ phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ phía Bắc Triều Tiên. Vì vậy, việc cung cấp vũ khí cho Ukraine không chỉ là một hành động ủng hộ cuộc chiến chống lại Nga, mà còn là một cách để bảo vệ an ninh quốc gia trước mối đe dọa từ Triều Tiên. Bên cạnh đó, việc Hàn Quốc cung cấp vũ khí quân sự cho Ukraine cũng sẽ làm gia tăng sự hợp tác quân sự vốn đã hết sức tốt đẹp trong quá khứ giữa Seoul và các nước phương Tây. Điều này có thể dẫn đến những liên minh mới tạo ra một mặt trận mạnh mẽ hơn đối phó với Nga và Triều Tiên. Trong bối cảnh hiện tại, Hàn Quốc cần tìm cách củng cố quan hệ với các đồng minh quốc tế, đồng thời đảm bảo an ninh cho bán đảo Triều Tiên. Cả Nga và Triều Tiên mặc dù đều đã phủ nhận các cáo buộc về việc Bình Nhưỡng tham gia vào cuộc chiến tại Ukraine, tuy nhiên những lời phủ nhận này không làm giảm đi sự nghi ngờ từ phía cộng đồng quốc tế.
Các nhà phân tích cho rằng dù Nga và Triều Tiên có phủ nhận bao nhiêu lần đi chăng nữa, sự hợp tác quân sự giữa hai quốc gia này là điều không thể tránh khỏi. Nga đang đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm ngặt từ phương Tây và việc nhận sự hỗ trợ từ các quốc gia đồng minh như Triều Tiên có thể giúp Nga vượt qua khó khăn. Mặt khác, Triều Tiên cũng có lợi ích khi tham gia vào cuộc chiến tại Ukraine, từ việc củng cố vị thế quốc tế cho đến việc nhận được hỗ trợ về kinh tế và quân sự từ Nga. Được biết, cách đây không lâu, người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho rằng tất cả những cáo buộc mà thế giới đang nhắm vào Nga đều là bịa đặt của truyền thông phương Tây. Với thế cục chính trị trên thế giới như hiện tại, màn đối đầu giữa Hàn Quốc, Triều Tiên và Nga chắc chắn không chỉ giới hạn trong khuôn khổ khu vực Đông Á. Nó còn ảnh hưởng sâu sắc đến các quan hệ quốc tế, đặc biệt là giữa Hàn Quốc và các quốc gia phương Tây. Hàn Quốc dù không trực tiếp tham gia vào cuộc chiến tại Ukraine, nhưng với quyết định cung cấp vũ khí xa thường, Seoul đã chính thức trở thành một bên có ảnh hưởng trong cuộc xung đột này. Việc Hàn Quốc tuyên bố hỗ trợ Ukraine cũng có thể làm phức tạp thêm mối quan hệ với Trung Quốc, quốc gia có quan hệ chặt chẽ với cả Triều Tiên và Nga. Trung Quốc có thể coi đây là một hành động thách thức, làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Đông Á. Điều này có thể dẫn đến những động thái trả đũa từ phía Bắc Kinh, làm xấu đi quan hệ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc. Ngoài ra, sự tham gia của Hàn Quốc vào cuộc xung đột tại Ukraine cũng sẽ tác động đến quan hệ của nước này với các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc và NATO. Hàn Quốc có thể trở thành một đối tác quan trọng trong các liên minh quân sự phương Tây, đồng thời đảm bảo an ninh cho chính mình và các đồng minh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Sự leo thang của căng thẳng tại khu vực Đông Á và Đông Âu có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh toàn cầu. Nếu Triều Tiên thực sự tham gia vào cuộc chiến tại Ukraine, điều này không chỉ làm gia tăng xung đột tại châu Âu mà còn có thể dẫn đến một cuộc đối đầu trực diện giữa Hàn Quốc, Triều Tiên và các đồng minh quốc tế của họ. Hàn Quốc với sự hỗ trợ của Mỹ và NATO có thể phải đối mặt với một cuộc xung đột quân sự mới tại bán đảo Triều Tiên. Điều này sẽ gây ra những tổn thất lớn về nhân lực và tài chính, đẩy khu vực vào tình trạng bất ổn. Mặt khác, sự can thiệp của Triều Tiên và cuộc chiến tại Ukraine cũng có thể khiến Nga nhận được sự hỗ trợ quan trọng từ phía Bình Nhưỡng, làm gia tăng khả năng chiến thắng của Moscow. Trong bối cảnh này, các quốc gia trên thế giới cần phải thận trọng hơn trong các động thái của mình. Việc đưa ra các quy định vội vàng có thể dẫn đến những hậu quả khó lường, đẩy thế giới vào một cuộc xung đột quy mô lớn. Chiến tranh leo thang chắc chắn là viễn cảnh mà không có bất cứ người dân hay quốc gia nào mong muốn. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh rối ren của thế giới hiện nay, những quốc gia nằm trong cuộc chơi chính trị này cần có những bước đi thật sự khôn ngoan và tỉnh táo nhằm tránh những xung đột đáng tiếc có thể xảy ra.